Trở lại với map thi đấu thứ 3. Trận thi đấu giữa Fakeland cùng với đó là Furia thì nó đã kéo nhau đến một cái hồi rất căng thẳng. Map thi đấu này thì có thể đánh giá là tỷ lệ chiến thắng cho cả hai là 50-50 mà thôi. Và bây giờ hãy cùng xem Grand Piston này. Furia họ đang được xuất phát ở bên phía City side, sẽ là một chút lợi thế nhỏ nhỏ. Liệu họ có thể tận dụng cái lợi thế đấy thành công hay không? Fakeland với 5 người của mình chuẩn bị đánh vào khu vực bóng sai B rồi. Vị trí của AT thì đang đứng ở trên khu vực cao B. Cùng với đó là cả Vini và Yuri đã bách về bóng sai B để hỗ trợ. Một tình huống bắt bài có thể nói là chính xác của bên phía Furia, nhưng bắn nhau thì lại là một câu chuyện khác. AT vừa đổi một, bây giờ thì sao đây? Bắn trượt khá nhiều tới từ AT, nhưng Vini thì không. Một mạng rồi, không có double kill dành cho Vini. Broky thì đang tánh rất cục với khu vực connector, nhưng hãy nhớ rằng anh ta cầm C4. Vâng, Broky là người cầm C4 nha, nhưng đi bắn nhau xa quá. Cerato headshot được lên đấy, double kill dành cho Cerato và chỉ còn lại một mình TZZ mà thôi. Có vẻ như là húng quá đến từ vị trí Broky nên là anh chàng này đã quên mất là mình cầm C4. Thôi xong rồi, 48 giây, Twist vẫn có khả năng là nhặt lại được quả C4 nha. Nhưng class 1 vẹt 3 thì là hơi khó khi mà Twist vẫn đang đi tìm người ở đường cao, đó là vị trí của anh chàng AT. Nhưng mà AT đã sủi đi được rồi và đó là mạng dành cho AT. 1-0 với Furia Esports. Trong cái rủi lại có cái không may dành cho bên phía của team Fakeland. Vâng, không đặt được C4 và cái lượng tiền cộng vào dành cho Fakeland không phải là quá nhiều. Không biết họ có muốn fork bài tiếp hay không đây. Và đây là một tình huống đẩy lên khu vực đường cao B là hợp lý tới từ AT. Anh ta giữ được rất lâu. Và với việc giữ được đường cao B khiến cho bên phía Fakeland gần như là không thể đạt được quả C4 đó. Bây giờ thì bên phía Fakeland quyết định là eco trắng rồi. Furia thì cũng khá là cẩn thận. Họ mua khá nhiều rifle, 2 khẩu Famat và 1 AUG tới được AT. Junior thì chủ động là để tiền để có thể mua ốp ở trong round đấu sau luôn. Tình huống mà bên phía Furia cũng khá là tính toán về mặt kinh tế khi họ biết rằng Fakeland có lẽ là sẽ không dám fork bài. Nhưng mà với những khẩu súng này thì bên phía Fakeland vẫn đang bắn yếu được đối phương, bắn yếu được khá nhiều luôn cơ. Nhưng tiếc rằng đây lại chỉ là những khẩu Glock mà thôi. Khả năng dứt điểm đối phương gần như là không có. Kozera vừa đổi một, nhưng đó cũng chỉ là một mạng an ủi dành cho anh chàng Kozera. 2-0 dành cho bên phía team Furia. Fakeland họ sẽ có một round full buy đầy đủ ở round thứ 3. Round thứ vừa rồi thì Junior chỉ có một khẩu USP thôi, vẫn làm hài. Và bây giờ trong round thứ 3 này thì Junior đã có cho mình một hộp ốp. Liệu rằng map thi đấu này vẫn là map thi đấu dài và rộng thì Furia có bắn bên phía City với hai hộp ốp hay không đây? Nhưng trước mắt với round thi đấu này thì chỉ có một hộp ốp trên tay của Junior mà thôi. Fakeland một round thì full buy với 5 khẩu AK. Họ đang có nhiều bom mìn. Và liệu rằng đây phải một tình huống đánh ra khu bom xe A hay không đây? Dễ là như thế lắm đây này, khi đây của pop flash đến từ vị trí vổ á kỳ. Flash bắt đầu trả vào nhưng bên phía của Furia đang rất đánh đá với những tình huống spam. Fakeland có hai người cũng phải mất nửa cây máu thôi. Nhưng kìa, Junior, anh ta quá tin tưởng Cerato sẽ kê cho mình. Nhưng không, đó là double kill dành cho Rain. Vậy thì đó là lỗi giao tiếp đến từ hai player bên phía Furia. Và bây giờ thì chỉ còn lại Yuri và AT mà thôi. Vâng, chống cự trong sự bất lực và vô vọng đến từ hai player này. Và Yuri thì sẽ cố gắng xếp cho mình khẩu AUG. Vừa rồi Junior đã quá tin tưởng vào đồng đội khi nghĩ rằng Cerato sẽ kê lại cho mình. Nhưng mà cũng phải nói rằng là vị trí của Rain đi đến cái khu sandwich đó chả lộ một cái tiếng nào cả. Nên là Furia đã không có những tình huống phòng bị. Nên Rain đã có hai mạng rất dễ dàng. Tỷ số là 1-2 rút ngắn xuống còn dành cho bên phía team Fakeland. Còn nhớ ở trận cái màn debut của anh chàng Twist ở cái map thi đấu đờ trên này thì Twist cũng đã có ăn đến 40 mạng. Nhưng đó là trong những lượt overtime. Và Fakeland ở trận thi đấu đó thì đã thua. Liệu rằng trong lần tiếp theo mà tôi được nhìn thấy Twist bắn map phía đi trên cùng với các thành viên bên phía team Fakeland thì Twist có bắn đến con số đó hay không?
mắc cho mình những cái lỗi khá là lãng nhách và không đáng có. Bây giờ Furia họ vẫn có thể full buy được, nhưng lượng súng vẫn đang là yếu khi phải chơi với 3 khẩu Pharmat và một lượng liệu cũng khá là ít ỏi. Còn bên phía Fakeland thì toàn AK và ốp mà thôi. Vâng, Ati đã di chuyển qua rồi, nhưng bên kia thì đang có hai người của Fakeland kề lại, khá là khó dành cho Ati. Nhưng ta vẫn đang rất trì ở khu vực trong bề này. Nào, có người kề sau quả smoke đấy Ati ơi, bò qua là sẽ phải chết. Tuy nhiên thì Vini vừa rồi đã bắt đi được cái mạng của Rain rồi. Smoke sắp tan đi và Ati là người chiến thắng. 5v3, Furia có cho mình những lợi thế từ rất sớm, chỉ với những khẩu Pharmat mà thôi. Và bây giờ ngay lập tức là họ lùi sâu đội hình về, vì họ biết rằng họ đang hơn người mà. Junior với một khẩu scout sẽ kê lại vị trí này, bắn yếu đi được vị trí của Karrigan rồi. Nhưng Karrigan là người có mạng, Vini cover từ Bladder, nhưng mạng là thuộc về Kestrato. Mất người đến từ Fakeland rồi và gặp khó trong round thứ tư này. Brocky lộ vị trí nhưng Brocky vẫn kết thúc đi được vị trí Yuri. Nhưng Ati đã có mặt ở ông Sandwich này rồi. Chiến thắng đã thuộc về Furia để thua second round, nhưng ở round thứ ba họ lại là người giành chiến thắng. 3-1 dành cho bên phía của team Furia Esports. Fakeland họ vẫn đủ tiền để full buy trong round thi đấu này, nhưng nếu như full buy đến từ Fakeland thì sẽ là một round thi đấu yếu bom. Lên một khẩu AK duy nhất đến K đây gần rồi. Hero AK rồi. Nào, Karrigan liệu có thể entry frag thành công đấy không? Với những quả flash này thì có lẽ là Fakeland sẽ muốn đẩy nhanh cái nhịp độ trận đấu. Karrigan đây rồi. Một cái điều mà anh ta rất thường làm ở đội hình mount spot cũ, đó là một mình phi vào bom tay à. Vâng, rất khó chịu tới từ Karrigan khi mà anh ta đã lùi về được thành công. Ở ladder thì vẫn đang có tình huống nhân nhá, nhưng Vini cũng cực kỳ đánh đá ở đây. Và có lẽ là các thành viên của Fakeland với việc hơn người thì họ sẽ đánh về khu vực bom side B, khi mà đội hình của Furia phải chia lẻ ra và chỉ còn lại một người ở B, đó là Yuri. Nhưng Yuri thì vẫn còn lửa nha. Chỉ cần thấy động một cái thì chắc chắn là một quả lửa nhả ra sẽ khiến cho bên phía Fakeland phải chậm lại. Furia Esports họ bắt bài ở B rồi, và liệu rằng có phải là tình bắt bài đúng hay không? Khi mà Fakeland cũng đang muốn hướng đội hình của mình xuống B, có flash và smoke trên người Kozera. Nào, bây giờ thì sẽ làm điều nhảy xuống cùng với quả flash. Junior trắng quá rồi nhưng Yuri làm hai. Kozera đổi một nhưng cũng đã lộ vị trí luôn. Đây là tiếng bò sát đến từ Kozera để không cho đường dưới bắn được, nhưng mà đã bị lộ rồi. Yuri có quad kill và đó round thứ tư dành cho Furia Esports. 4-1. Tạm thời vẫn là lợi thế một chút dành cho Furia ở bên phía City side mà thôi. Karrigan có một tình huống entry là rất tốt, nhưng cũng tiêu tốn khá nhiều máu. Chí ơi, số lượng frag của các thành viên bên phía team Fakeland là 1, 2, 3. Và con số 4 thì lại thuộc về bên phía team Furia. Thậm chí là các bên phía của Fakeland chết thì lại là 4, 5 cơ. Giờ đến lại phi mid tiếp rồi nhưng không thành công, lửa nên trả vào liên tục. Có lẽ là do cái tập tính của Furia là hay phi, nên là gặp những đội mà cũng thích phi là nên là hiểu nhau. Bắt sóng cảm xúc nhanh, trả đồ ra là quá tuyệt vời đến từ Furia. Bây giờ thì gặp khó thành Fakeland rồi. Đây là một round thi đấu mà Fakeland vẫn quyết định full buy luôn. Full buy yếu súng. Nhưng nếu để thua round thi đấu này thì tỷ số gần như sẽ là 6-1 thành Furia. Rất nhiều lửa được ném vào khu tàu 6 này, Fakeland không có phạm vi di chuyển. Furia đang rất muốn tận dụng những khẩu ốp này ở góc tầm xa. Đó là tiếng flick cực kỳ nhanh đến từ Junior. Hết rồi. Cut spotter của Fakeland ở một góc rồi. Mới chỉ là 5 round, khoảng cách là 4 round mà thôi. Cứ bình tĩnh như này, bắn hơi đồng hồ. Nói thẳng là như thế. Đấy, bây giờ tôi lại còn đang phải đi an ủi một fan của Fakeland anh em ạ. Tôi vẫn đang cổ vũ Furia nha. Đang lộ vị trí ở khu vực IV rồi. Góc cây ốp của Junior là đẹp nhưng nó lại là hơi hẹp. Thì không sao, có Yuri cover, thêm cả Cerato nữa. 5-1 rất dễ dàng dành cho Furia. Họ thắng một round, họ không mất súng nào cả, và lượng tiền tích được bây giờ đang là khá nhiều. Và ở trận thi đấu cùng giờ, VP và Vitality thì trận thi đấu đó đã kết thúc. V2Pro đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Matthew thứ hai, Opat VP đã giành chiến thắng với tỷ số là 16-12. VP đã là đội đi tiếp. Khá là bất ngờ khi mà VP, một đội tuyển đánh giá yếu hơn, thì lại chiến thắng với một cái tỷ số nó kỳ lạ như vậy, 2-0.
Tôi cứ nghĩ rằng là Vitality cũng sẽ phải làm được một cái điều gì đó cơ. Ít nhất thì ở đây Fakeland còn gây khó khăn được cho Furia khi mà lại chiến thắng được một map thi đấu. Mà map thiếu này thì cũng chưa biết được câu chuyện sẽ là như nào cả. VP sẽ gặp người chiến thắng ở map thi đấu này trong trận thi đấu chung kết nhánh dưới. Furia và Fakeland, ai sẽ là chủ nhân của trận thi đấu với VP đây? Đây là một round thi đấu Echo đến từ Fakeland, chỉ là những khẩu súng lục thôi. Muốn ra cục bom xe A nhưng mà không có flash thì làm sao mà đi ra được A đây? Đi ra bom xe A, map thứ đi trên này không khác gì là tự sát. Vẫn đang chờ rất cẩn thận. Với những khẩu lục này thì bên phía Fakeland phải bò trượt thật là khéo thì mới có thể thoát được khỏi những khẩu ốp của bên phía Furia. Bây giờ thì Kaira đang bỏ lên những viên đi. Một tiếng ông anh ta có vẻ như đã chủ động đặt tâm vào thì phải. Khó, càng thêm khó cho Fakeland rồi. Bây giờ về B thì gặp Ati và Yuri cũng sẽ là rất khó vào, khi mà bên phía Fakeland không có flash, họ chỉ có một quả smoke mà thôi. Và với những góc kê này thì một quả smoke chắc chắn là không đủ. Ati góc kê ốp này là vô địch thiên hạ rồi. Làm sao mà thoát được đây? Rất dễ dàng mà thôi. 6-1 dành cho bên phía Furia. Liệu rằng có phải là 7-1, 8-1, 9-1 và 10-1 hay không? Fakeland đang quá tù ở bên VT. Họ đánh nhanh cũng không được, mà đánh chậm cũng không xong. Thôi thì nó là 14-1 đi. Đúng rồi. Tôi đang cổ vũ tỷ số đó. Đừng làm nỗi đau này thêm dài nữa. Dứt điểm là đau một phát cho nó nhanh. Đúng rồi. Còn hơn đừng là kéo dài. Đừng dây dưa rất dư nữa. Rất dư, kiểu cho nhau hy vọng xong rồi lại tự dập tắt hy vọng của đúng rồi. Của fan như thế thì nó lại là còn đau hơn. Chuẩn chỉ luôn. Nào bây giờ đến với lúc ra full bài của Fakeland nào. Liệu họ có gieo cho những người hâm mộ của họ thêm cái hy vọng nào đó về chiến thắng hay không? Broky đang bị bắn yếu ở một khu vực nào đó khác. Nhưng Broky thấy được Junior rồi. Vâng, có vẻ như là Broky đã là người bình tĩnh hơn trong pha bắn vừa rồi. Và bây giờ thì sao đây? Yuri đẩy lên nhưng bên phía Fakeland vẫn đang nhá rất cẩn thận. Ati cũng muốn đổi ca đẩy cho người đồng đội của mình. Để AT đổi mạng của Kozera là thành công. Tình huống đưa về là 4v4. Kozera không thể ngờ tình huống đó là mình vừa bắn tuần đầu tiên bằng khẩu AK, nhưng mà làm sao mình bị chết lại bằng một khẩu ọp nhỉ? Fakeland bắt đầu ném bài ra khu bom xe A rồi. Vini lộ tiếng và chỉ để lại một mình Keisrato ở theo này thôi. Keisrato được bắn trước nhưng mà lại bị bắn chết bởi Karigan. Yuri đổi mạng đấy không đây? Đó là tiếng spray hơi mù mắt đến từ Yuri. Ren hạ gục đi Vini và đưa tình huống về là 3v2 thành các thành viên bên với team Fakeland rồi. Cơ hội lại mở ra trong round thi đấu này nha. Một tiếng 2v3 nhưng Yuri đã bị khóa chết vị trí. Ad bắt yếu rồi và bây giờ thì Yuri không còn cơ hội nào nữa. Ad thì cũng đã lộ tiếng với một què ở vị trí gì. Ở đây là A sẽ cố gắng xếp súng thôi. Và đây rồi, Fakeland lại gieo vào cho fan hâm mộ của mình những cái hy vọng chiến thắng. Nhưng mà cứ gieo lại đi rồi lại bị tắt xuống mà thôi. Tôi đã quen quá rồi. Thuộc bài. Thuộc bài luôn, năm lòng luôn rồi. Ati đang đi xếp súng với một bộ mặt trầm ngầm. Tỷ số sẽ là 2-6 thành bên phía team Fakeland. Nhưng mà lượng tiền trên người của Furia vẫn là đủ bài trong round thi đấu này. Round tiếp theo nữa thì đúng hơn. Có lẽ là anh ấy sẽ xếp súng được thành công thôi. Không ai của Fakeland muốn đi bắt súng của đối phương cả. Đây một tình huống mà có vẻ như Broky thấy được nửa người bên trái. Đúng của rồi, nhưng mà trước. Muốn bắn cẩn thận. Nhưng muốn bắn cẩn thận. Người đứng sau Junio thì đó là Guerri, huấn luyện viên của Furia. Đây là một tình huống mà Keisrato được bắn trước. Nhưng mà không hiểu sao có một viên đạn ở bên phải. Ngay lập tức thì tactical timeout tới từ Furia luôn. Lượng tiền của họ vẫn là còn. Chính giờ nó cũng là khá là dồi dào. Trận thi đấu chúng tôi sẽ gửi đến các bạn tiếp theo lúc 21:30. Đó sẽ là cặp thi đấu giữa Astralis và Spirit. Một trận thi đấu hứa hẹn sẽ nhiều bất ngờ, khi mà Spirit ở quãng thời gian gần đây đang bắn thi đấu rất bay. Có vẻ như là một lỗi kỹ thuật rồi. Furia gặp lỗi vấn đề về mic. Và nó đã được khắc phục luôn, rất nhanh.
Khoảng cách vẫn đang là 4 round mà thôi. Hai khẩu ốp của Furia vẫn được lên. Rồi thì Carrigan lại định free mid nhưng không được rồi. Anh ta thấy quả lửa này là hơi khoai. Nhưng Yuri bắn vào mồm của Kozera ngay. Vâng, được đồng đội support trong quả flash thì phải. Nhưng mà vấn đề là flash Yuri tự pop ra. Kozera đâu có dấu hiệu bởi quá xin flash nào đâu. Có thấy tay, lấy tay che mặt rồi. Tôi cũng đang nhìn tự hỏi là tại sao Kozera lại bị trắng bởi quả flash nào đi. Tự pop, Yuri tự pop flash và nhảy lên luôn. Có lẽ là cũng hơi bất ngờ với quả flash đó. Bây giờ thì liên tục là những tình huống bắn rất chủ động tới từ Furia. Họ đẩy ra bắn nhau rất cục. Và hy vọng của PUBG có lẽ là sẽ lại bị dập tắt một lần nữa mà thôi. Tôi bảo rồi. Thua luôn 14-1, 15-1 đi cho nó đỡ đau. Tôi đau quá rồi chị ạ. Và bây giờ thì Vini phát hiện ra được vị trí của Rain, đem góc cơ skill luôn. Nào, hai bên cùng đục đẽo nhau và cuối cùng thì Vini là người giành chiến thắng. Trời ơi. Don't give me up bro. Junior bắt đi được vị trí của Carrigan và chỉ còn là một mình anh chàng bổ Aki thôi. Lộ vị trí rồi và bổ Aki bị nằm xuống dưới cái tên nào đây? Đó là Kayserato 7-2 dành cho bên phía team Furia. Vâng, lại là một round thắng mà Furia không mất một ai. Và con số 1 cũng đang là số mạng của Twist. 107. Kiểu gì nhỉ? Mù đâu? Tôi cũng đang tự hỏi là chắc là chạy lên phải ném bật tường. Chạy lên là phải ném bật tường. Ném mạnh. Tôi chưa hình dung được quả flash đó. Tuyết mặt chán đấy, lắm rồi. Lúc đấy là Kozera hình như là đang được lùi về rồi. Đúng rồi, rõ ràng rồi. Bị ăn flash trắng mới lùi về. Kozera chốc rồi, ném quả lửa ném tối. Hết rồi. Hết rồi. Bây giờ thì Vini sẽ đối đầu với cả Kozera ở ladder. Lần trước thì Vini đã chiến thắng Rain, lần này là Kozera thì sao đây? Vini lại bắt được vị trí của Rain và bây giờ thì còn bắt đi hai người nhảy lát nữa. Chơi cầu tụt với Vini này, Vini bắn được tụt mặt luôn. Vâng, King of Ladder. Và Vini làm 3 rồi thì Kozera cũng không chịu kém cạnh. Ngay lập tức là phải kiếm cho mình những cái mạng tiếp theo ngay. Để không bị quá thua kém với những người đồng đội của mình. Double kill dành cho Kozera. 8-2 dành cho Furia và cứ bắn như thế này thì tỷ số sẽ là 13-2. Faceland đang bị chốc rồi. Rain đi đâu cũng không thoát được khỏi Vini ạ. Taco có vẻ như không ngạc nhiên với màn trình diễn của bên phía team Furia. Vẻ mặt rất bình tĩnh đến từ Taco. 8-2 để cho bên phía team Furia Esports. Và Faceland thì họ đang có một round thiếu eco với những khẩu lục. Lửa được nhồi vào khúc mít đầu, thêm cả nét nhồi vào nữa. Cardigan ù tai luôn rồi. Hết rồi. Chưa thấy địch đầu đã yếu máu. Và bây giờ thì Junior còn phát hiện ra một người nữa ở team mít cờ. Cardigan bắt đi được Junior nhưng Vini đổi mạng là nhanh. Một cú họp đã rơi ở A nhưng Faceland lại đang muốn hướng về B. Quả nét được nhồi lên khúc đường cao là rất chuẩn chỉ đến từ người solo khu bom sai B, Yuri. Faceland bây giờ chán đánh A rồi, đang muốn về B nhưng mà bom sai B thì lại có ad cover cho Yuri ở đây. Cố gắng ra từ đường cao ư? Có người ở dưới mà. Ôi trời ơi, cô sẽ đá tự sát. Oh my god bro. Nhảy xuống nhưng mà bị Yuri bắn yếu thì phải chịu thôi. My heart is broken. Rồi nhanh nào. 9-2 rồi. Nhanh, chúng ta còn xem trận thi đấu giữa Spirit và Atalit. Có khi trận thi đấu đó còn cân hơn cả trận thi đấu này. 9-2. Tuyết vẫn chưa giết được mạng nào cả. 1, 2, 3, 4, 5. Nếu như xếp từ cao đến thấp. Vâng, Yuri. Đây là một tình huống mà Kozera nhảy xuống với 70 mấy máu. Ăn hai viên đạn yếu và chết khi mà chân vừa chạm đất. 9-2 dành cho Furia. Và 2 cũng đang là số mạng của Kozera. Carrigan bây giờ chán rồi. Không muốn đẩy nữa nhưng mà bây giờ thì Yuri đẩy khúc bom sai B như đi chợ và bắt đi được Kozera. Hỏng rồi. Tỷ số gần như đang là 12 dành cho bên phía của Furia Esports khi mà Faceland tâm lý của họ đã bị đè nặng. Kozera chắc phải cày lắm rồi. 3 lần liên tục phải chết ở cái góc đấy. Và 3 lần bị đối phương đẩy.
An Flick chết đi vị trí của Rain. Tỷ số là 12, tôi đọc luôn. Không có cơ hội dành cho Fakeland trong round thi đấu này. Mặc dù là họ đang muốn di chuyển từ Ivy, Karrigan gây sức ép để Ivy di chuyển, nhưng mà Karrigan cũng chết luôn rồi. Keizerato đổi một, Junior cũng vậy. 12 dành cho Furia Esports. Bây giờ thì Fakeland chỉ có thể hy vọng rằng bước sang lượt second half. Sang đối với phía City side thì họ có thể có được một khởi đầu mới. Nhưng mà vấn đề là họ khởi đầu với 2 round ư? Hay là họ bằng lòng với con vốn, số 2 rồi? Vốn hơi ít, vốn hơi ít. Đúng rồi, vốn như này hơi ít. Có odd in đến 5 lần thì vẫn chưa đủ thắng. Con thở là con gỡ. Con gấp đôi là con chế táng. Nhưng mà bây giờ thì gấp đôi như thế nào đây? Với số vốn đang là 2 round. Junior 7 mạng. Mạng thấp nhất của bên phía team Furia, nhưng vẫn còn hơn các thành viên Fakeland đến mấy lần. Sao mau Z bắn đờ trên mạnh mà Fakeland yếu thế? Vì đơn giản thôi, tập tành chưa đến nơi đến chốn. Đúng thôi, nói chung là lineup này thì vẫn chưa thể tập được với nhau, gọi là quá là nhuần nhuyễn về mặt bài vở. Và như anh em có thể thấy, từ nãy giờ thì Fakeland bắn giỏi lắm mới được hát bài. Chỉ giết được người, full bài thì chắc giết được 2 người. Vâng, Karrigan lại pick được người và bắt điểm Vini, những ad đổi mạng là nhanh rồi. Karrigan liên tục quấy ở khúc mid nhưng mà cũng chỉ hút đi được một người thôi. Một cánh én nhỏ thì làm sao làm nên một xuân. Vâng, ở map thiếu này thì Karrigan có cái bài mà một mình anh ấy phi mid là rất hay. Tuy nhiên thì sẽ cần rất nhiều những sự support đến những người đồng đội, những quả flash, những quả lửa để có thể đỡ phải check góc. Mà có thể thấy rằng là từ đầu giờ thì Karrigan vẫn chưa thể thực hiện được cái bài đó. Một vài lần phi mid một mình thì cũng là không quá là hiệu quả. Bây giờ thì có lẽ là vẫn sẽ là chiến thắng về Furia. Tuy nhiên thì tôi vẫn sẽ hy vọng rằng Fakeland có lẽ sẽ kiếm về được một vài ra thắng nữa. Ít nhất thì lấy làm vốn bước sang lượt second half, nó sẽ là khiến cho trận đấu này thú vị hơn. Chứ cái lượt first half thì đang một chiều buồn tẻ quá. Mặc dù là tôi với Chí cũng muốn trận thi đấu này hai chiều hấp dẫn, nhưng thôi, trận đấu này thì đang chỉ là một đường một chiều. Bắt đầu ném bài ra khu bom tại A đến từ bên phía team Fakeland. Nhưng mà đi ra A, Keizerato và A đang đợi sẵn rồi. Keizerato yếu máu và đang phải lùi về. Junior có op ở đây và đã nhìn thấy được một người tâu 6 rồi. Nào, Junior không thể bắt đi được vị trí của Rain, nhưng vẫn còn đó là Ad ở đây. Liệu rằng Fakeland có thể rao tiêu chiến thắng thứ 3 hay không đây? Ad đang đẩy ra, Kozera bắt đi Keizerato. Ad hạ gục đi vị trí của Rain. Không thể có bạn thứ hai khi đó tiếng bắn tốt đến từ Bohaki. Yuri đưa tình huống về là 1v2 rồi. Đang cố gắng spam nhưng bom được đặt thành công cho bên phía team Fakeland. Round thứ 3 đang là round thi đấu này đây rồi. Hơi khó cho Yuri nha. Rất nhiều góc sẽ phải check vào, nhưng suýt ở đây chỉ là một khẩu scout mà thôi. Đưa về là 1v1 rồi. Có lẽ cũng sẽ đoán ra được Broky đang ở đâu. Fake một tìm nào, Broky nhấn nhá là khéo đấy. Rất khéo léo, nhưng khẩu AK của Yuri thì lại là chính xác hơn. Và đó không, vẫn không. Sẽ là round thắng của Furia. Đó không phải là khẩu AK của Yuri, mà đó là khẩu AK của Rain. Khẩu AK của đồng đội mình lại hiểu nhau mà. Hiểu nhau thì truyền từ người này sang người khác, nhưng mà nó cũng truyền từ khẩu súng này sang khẩu súng khác. Đúng, nó gọi là một chút về mặt tâm linh đấy. 11-2 dành cho bên phía team Furia. Trong một tính 1v3 thì Yuri đã làm được. Mười một hai dành cho bên phía team Furia và Fakeland ở trong những round cuối cùng của lần sắp ráp lại có được một round full buy đầy đủ. Vâng, Kozera sau rất nhiều round thi đấu bị đối phương đẩy thì bắt đầu đi chậm lại và kê cẩn thận rồi. Nhưng một lần này thì Yuri ở khu bom side B thì đang chơi rất sâu, có người của ladder đó là Vini. Và bây giờ thì Vini liệu rằng có bắt được những anh chàng thích chơi cầu tụt hay không đây? Không biết là Fakeland có dám chơi cầu tụt nữa hay không. Tôi nghĩ là không dám đâu. Còn bên phía Furia thì họ lại tiếp tục gọi là gây áp lực thêm, đẩy rất cao vào khu vực middle. Một quả smoke one way được ném lên đến từ Vini. Nhưng mà đối phương cũng biết cái trò này nên đã kê lại từ rất sâu rồi. Furia về bắt bài 3B luôn ạ. Họ đang có được một thông tin ở khu vực team mid đến từ Junior và đang đẩy đi luôn. Nhưng AT liệu rằng đây có phải là một con sao hai lưỡi không, tình huống đẩy đấy không đây? Thôi xong rồi, Kozera sẽ nhìn thấy và bây giờ thì là một mạng dành cho Kozera thôi. Rocky không thể đổi được mạng. Bây giờ thì
Junior không thể kết thúc đi được một người ở IB đến từ Vakeland. Ném lửa ra luôn, nhưng bây giờ thì Junior đang phải chạy rồi. Vậy là Junior đã sủi về thành công. Các thành viên của Vakeland đang muốn đánh về khu vực bom xe A khi mà họ đã chiếm được khu vực 1.6. Rồi thì Carrigan không được rồi, giạt ra. Nhưng Caseto đã kề chiếc góc rất đẹp, Cheat cũng đã bị bắt lại. Hai người còn lại đang đẩy vào từ khu vực middle cũng đã lộ tiếng và thôi xong. Như thế này thì làm sao mà vào được đây? Bỏ chay trong 16 giây ư? Tôi không tin rằng có thể đặt được C4 trong tình huống này. Rocky giữ ốp mà còn có cái mà dùng ở round cuối. Nhưng không, cũng không thể giữ lại được cái gì cả. 12-2 dành cho bên phía team Vakeland. À nhầm, Furia chứ. Xin lỗi anh em, Furia bắn hay quá. Làm tôi nó hơi lưu. Twist 1-1-12. Từ nãy đến giờ Twist chưa được chơi game và camera cũng không có dịp để chĩa đến Twist nữa cơ. Anh chàng này sợ lên sóng truyền hình hay sao mà cứ ẩn thân liên tục như thế này. 12-2 và đây là round thứ cuối cùng của lượt first half. Liệu rằng tỷ số có phải là 13-2 hay không? Nào bây giờ thì sẽ đến với round thứ cuối cùng của lượt first half đến từ bên phía team Vakeland thôi. Họ vẫn chưa có ai lên được đến đầu hai con số. Vâng, Twist tù quá, đi đầu để pick người và bây giờ thì Twist ơi. Có được bạn rồi, ờ không, đó là bạn của Junior, deny Divini cơ. Không cho đối phương ăn mạng luôn. Vâng, rất quyết đoán từ Junior và bây giờ thì Vakeland vẫn đang tiếp tục lao vào. Nhưng bắt đầu là bạn đang giành cho bên phía Furia nha. Caseto bắt đầu mở màn rồi và thôi xong rồi. Có lẽ sẽ là không có cái mạng nào dành cho Vakeland đâu. Không có một mạng nào dành cho Vakeland dù Furia có một người chết. Có một mạng dành cho bên phía của Vakeland nhưng mà là mạng do Furia deny đi. 13-2 là tỷ số của lượt first half. Hết rồi và chúng ta sẽ cùng đến với second half sau mấy phút nghỉ hơn rồi. Across the tiller, I'm going. Okay. Two. I think they're looking at me, Rush. Yeah, they are. Okay, I'm coming. Oh, water. Nice. I don't know, I'm gonna go left towards radio, okay? Where? Radio. That's where I'm gonna go. Remember what you see? One more here. Oh my god. This guy looks stacked, dude. Where is he? He looks pretty good, man. I'm gonna try and see. Dude, I think he's ready. Wait. Hold up. I put them all on him. I want to firework him out to water. You ready? Yep. Oh, there's two people on me. They're probably dead here. Backup system, if you got it. Okay. Okay. You got it. Shifting around on the coast. Okay, I'm going for the last guy then. He moved. Oh, here now. Yeah, nice. Yeah. Oh, one guy there with armor, so that must be one of them. Yeah, two at the sea container here. Last two guys. Nice. Jimmy scouted the bars in the zone. Don't know what they were doing out the zone. Alright, I'm going. Wish me luck. Nice. I feel I'm going. Yeah, go for that one.
Alright, I'm doubling now. He's down there on it. Behind the tree. Yeah, I got him. Alright, well, I got a Goomba in there. You've got what it takes to fight back. Don't stop until you black out, out, out. Stand up, up. You've got what it takes to fight back, back. Don't stop. Trở lại với trận thi đấu nào. 13-2 đang là tỷ số của lượt first half. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem là Fakeland liệu rằng có thể rút ngắn cái tỷ số này hay là sẽ để cho nỗi đau này không kéo thêm dài nữa đây. Vì đang bóng xoay A rất nhanh đến từ vị trí AT. Và liệu rằng đây phải tình huống rớt ra khu bóng xoay A hay không? Không rồi, đây không phải mình rớt A và AT sẽ là người fake bóng xoay A rồi. Để đồng đội xuống B. Bóng xoay B đến từ bên phía team Fakeland thì đang có tình huống solo từ xa đến từ Kozera. Bắt đầu đi tăng đến từ Yuri rồi. Kozera đã nhìn thấy một người, hai người luôn và xin đi cho mình được một cái đầu. Oh. Hai cái đầu dành cho Kozera rồi. Bắn rất nhanh hai cái mạng dành cho Kozera. Nhưng bây giờ thì đã có người áp sát được vào Collector rồi. Kozera cũng là không, đó chỉ là một mạng mà thôi. Nhưng vẫn đang là 2v3. Kozera di chuyển là khéo léo. Karagan đã headshot Divini và bây giờ Kozera kiếm những cái mạng thứ ba đấy không đây. Hết đạn rồi. Vâng, Ati vẫn đang yếu. Và bây giờ thì sẽ rất khó để Ati có thể ra được khỏi khu vực này. Và Pistol dành cho bên phía Fakeland. Kozera làm 2. Và đó là làm giúp thứ 3 dành cho bên phía team Fakeland. Tuyết vừa rồi đã chơi game một cái chưa đấy. Chơi game được rồi chị ơi. Woo! 15 round thiếu đầu tiên, một mạng. Và một mạng là số frag ở round thiếu đầu tiên của hiệp thứ 2. Đây rồi, đủ KPI rồi. Thế là xong rồi đấy. Từ giờ đến lúc hết trận đấu là không có mạng nào nữa nhá. Nhưng mà nói đi phải nói lại là Pistol round lúc nào cũng thuộc về Fakeland nhá. Bắn tín, chắc chắn Fakeland rồi. Fakeland lúc nào ăn round thì Pistol, nhưng mà round sau thì giữ lại được hay không thì không biết. Bây giờ hãy cùng xem nào, một round thì Fog Buy đến từ bên phía thì Furia. Không, đây một round thì full buy luôn, có 2 AK trên người của Furia. Và bây giờ thì Furia vị trí cây Strato đi đầu, phi ra khu bom CB luôn ơ. Bom CB lại làm tiếng solo từ xa đến từ Kozera. Và bây giờ thì Kozera phải gọi vị trí của Karagan về. 5v5. Cơ hội vẫn đang là chia đều dành cho bên phía của Fakeland. Nhưng mà Brokki bắt đi vị trí AT ở mid rồi. Hơi khó nha. Fuyao đã mất đi một người và nhưng họ vẫn còn giữ lại được hai khẩu AK. Nếu mà bây giờ mà đánh vào offside B thì vẫn sẽ là có cơ hội. Họ vẫn còn đủ smoke để có thể vào offside B một cách thoải mái. Rồi bắt đầu can tha mình để trả đồ rồi. Đi xuống thì sao đây, Karagan có mạng với khẩu AUG trên tay. Kozera cũng đang có góc nghề đẹp, nhưng đây là khẩu phá bắn bắn lỗi. Karagan không thể làm bà được rồi, khá là đáng tiếc. Nhưng C4 thì vẫn chưa thể vào được trong bom sai. Casato đổi 1, đưa về là 2 vết tay. Và đây rồi, cơ hội sẽ là có cho Furia. Casato là một player bắn nhau rất chắc tay, hoàn toàn có thể tin tưởng được khẩu AK. Nhưng vừa khen xong thì anh chàng này chết luôn. Và chỉ còn lại Vini với 5 HP mà thôi. Và bây giờ thì Vini đã bị kết thúc đi bởi Rain rồi. Khi mà cái vị trí đứng của Vini cũng không thể làm được gì hơn. Round thi đấu thứ 4 dành cho bên phía team Fakeland. Round thi đấu thứ 4 rồi. Một chút dãy rụa đến từ Fakeland khi mà họ đã nằm im thở khẽ ở cái lượt first half. Liệu có thể có được một cuộc comeback tới từ Fakeland hay không? Na'Vi trong cuộc đối đầu với VP thì để đối phương dẫn trước 11-4, sau đó thắng liền một mạch trên 16-11. Bây giờ Fakeland
Thắng liền một mạch lên 16-13 đi. 16-13 nếu như Fakeland comeback, tôi hứa à cho Chí một cái gì đó tự chọn. Được, chọn cái gì cũng được. Okay, nếu mà Fakeland vâng, comeback một mạch lên 16-13 luôn. Đấy rồi, Karrigan rất dễ dàng mà thôi. Tiếp tục xấy dòng smog cực kỳ nhạy cảm, những người chết lại là Karrigan. Bây giờ thì bên phía Freya tạm thời chiếm được khu vực IV và 1.6, nhưng Brokey đang áp sát lại gần, có đến hai người ở đây cơ. Đáp một kill cho Brokey, không có chuyện một kill rồi. Một tình bắn tech này là rất nhanh chóng, vẫn đang là 2v2 mà thôi. Bên phía Furia có hai khẩu AK, còn bên phía Fakeland thì là hai khẩu M4. Nhưng tuy nhiên thì Furia có một người không có giáp. Bây giờ thì là một tình 2v2, Furia Esports đang còn Junior và Yuri, hai khẩu AK, nhưng vấn đề là chỉ có một cái giáp trên người Yuri mà thôi. Fakeland vẫn đang có cơ hội nhiều hơn trong round thi đấu này. Tuyết giữ lại khúc ladder, đây sẽ là một tình huống mà nếu như đối phương lộ tiếng chạy về bề thì Tuyết sẽ nghe thấy và móc theo từ khúc ladder. Fakeland bây giờ thì đang hơi đuối về mặt skill cũng như tâm lý, nên họ lựa chọn cái giải pháp là stack cùng nhau để có thể đổi mạng được nhanh hơn. Tuyết ở ladder thì lại chả nghe thấy một cái thông tin gì rồi khi mà đối phương quắc xuống khúc bom sai bề. 25 giây, Furia vẫn đang rất bình tĩnh. Twist bắt thăm mình để đẩy vào bề. Đây sẽ là một tình huống đẩy tốt đến từ vị trí của Twist thôi. Đến cái quãng thời gian này thì chắc chắn Furia sẽ lộ ra tiếng. Và đây rồi, Twist đã nghe thấy tiếng nhảy đến từ người đặt bom. 9 giây, đặt được bom thành công thì Twist cũng sẽ ở đằng sau lưng của tôi. Nhưng mà đó lại là một tình huống bắn tốt hơn đến từ Yuri. 2-1 rồi, Kozera sẽ có một tiếng clutch. Và liệu rằng có thể clutch thành công hay không đây? Vâng, Kozera lại đang bò đúng con đường mà Twist vừa bò. Và có lẽ là nó sẽ hơi nằm ngoài dự đoán của bên phía Furia. Tuy nhiên thì thời gian liệu có là đủ cho câu hay không đây, khi anh tạm đang không biết được gì ở đâu. Yuri bất kích quá trời ơi. Tình huống vừa rồi thì Kozera đã nhìn thấy Yuri. Nhưng mà Kozera vừa rồi vẫn có vẻ như vẫn muốn tìm kiếm người còn lại ở đâu. Nhưng mà Yuri thì lại không cho Kozera cái cơ hội đó. Và bây giờ tôi mới để ý đến số frag của Yuri nha Chí ơi. 21 năm. Yuri đang làm hết rồi. Tuyết bắn từ đằng sau không được. Và cả vị trí của Kozera cũng vậy. Ôi trời ơi, hết rồi. Chí ơi, muốn GA cho Chí một cái gì đó nhưng mà cũng không thể làm được rồi. No hope đến từ Fakeland. Ui à, giật ngay cái món GA này khỏi tay tôi rồi. Quá buồn. Bây giờ thì sẽ là match point. Sẽ là match point mà thôi. Vẫn là một chút hy vọng được nghe nhóm, nhưng mà rồi Fakeland lại để nó bị dập tắt. Oh không, no, bình tĩnh. Twist làm 2 nhưng Vini và Chubi cũng làm 2. Twist làm 3 rồi nhưng đó là tất cả những gì mà Twist làm được. Bắn DE thì là kinh đấy, nhưng mà Tech9 đến từ Furia còn kinh hơn kìa. 15-4 và sẽ là 16-4 thôi. Không thể nào khác được. Trong round thì cuối cùng của Fakeland thì lại toàn những khẩu lục. Ơ, à, lại là bắn DE này. Bây giờ thì cần một người làm 3 thôi là thắng đấy. Làm 3 là thắng à? Đúng rồi. Được, để tôi tí tôi vào bắn thay kiểu gì là thắng. Nhưng mà không có cơ hội. Vẫn là không có cơ hội. Chính xác. Furia đã lên được match point rồi, và quá nhiều match point phải cứu thì Fakeland mà thiếu này có lẽ là cũng đã trôi khỏi tay của họ. Rain bây giờ chơi liều luôn. Ơi, mắc rồi, mắc rồi. Yuri biết, Yuri biết điều đó và Yuri spam trên smoke làm 2 luôn ạ. Vini với khẩu SG 553 cũng làm 2. GG well play, 16-4. Quá nhanh. 16-4 và xin chúc mừng Furia với cái chiến thắng này. Còn Fakeland thì xin chia buồn với họ đã phải dừng lại ở vị trí thứ 9 của giải đấu. 16.000 đô tiền thưởng dành cho bên phía team Fakeland. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi những ít phút trước khi đến với cặp tiền tiếp theo mà sẽ được chúng tôi gửi đến rồi. Đó sẽ là cặp thi đấu giữa Archalit và Spirit.